Dạ vâng, xin chào các bạn nhé. Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh trang sức AQ của mình. Thì, trên tay đây mình có mẫu mặt dây chuyền được làm từ đá ngọc bích vân của bên mình. Đấy, bên mình mài và chế tác nó thành một cái mặt gọi là giọt nước. Như trên đây mình đang cho các bạn xem này. Đấy. Mặt giọt nước, mặt dây chuyền giọt nước được làm từ đá ngọc bích vân này. Đấy. Và đây thì mình cũng có lên cái khóa này, cái móc này. Cái móc này là móc vàng 10K các bạn nhé. Đấy. Khách hàng yêu cầu bên mình là mài mặt dây chuyền từ ngọc bích thành dáng giọt nước và lên cái móc vàng 10K. Đấy. Để tiện đây mình quay video cho khách hàng thì mình cũng xin giới thiệu cho các bạn. Thì lát nữa thì mình cũng có một cái đoạn video ngắn về cái công đoạn chế tác cái mẫu mặt dây chuyền này. Các bạn cùng theo dõi mình nhé. Bạn nào có nhu cầu muốn gia công hay chế tác trang sức từ đá tự nhiên hay là ngọc, các bạn có thể liên hệ bên mình nhé. Thì bên mình là một xưởng mài đá, bên mình là nhận gia công và chế tác đá theo yêu cầu, chất liệu là đá tự nhiên này. Vâng đây nhé các bạn nhé, đây là cái công đoạn đầu tiên thì bên mình tiến hành là mài tạo dáng này. Cái nào còn gì ở đâu không đó anh nghe là cái số mặt sau thì số mặt sau cái bước tiếp theo nhé, mình sẽ cho đánh bóng này các bạn.